Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin đọc và nghe, hay nói cách khác là nó có dùng một cái từ mới, nó gọi là podcast các bạn nha. Thí dụ như cái YouTube ấy, thì là nó là một cái video clip, thì đây nó thì nó không có nói đọc nghe như tôi hay thường nói, nhưng mà nó dùng từ là podcast. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào một cái podcast mới. Hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề cái bầu cử của Mỹ. Chúng ta biết là cái bầu cử của Mỹ hay là của Nga hay là của Trung Quốc, và thậm chí là Ukraine trong giai đoạn hiện nay hoặc là Israel trong giai đoạn hiện nay, thì nó có thể ảnh hưởng đến thế giới rất là nhiều, bởi vì rất có nhiều nước quan tâm đến cái này, và nó là những nước lớn, và những cái nước này thì lại đang, hai cái nước kia thì nó đang chiến tranh và nó lôi kéo rất nhiều cái nguồn lực của thế giới vào hai cuộc chiến này. Nhưng mà nếu mà nói về ba cái cuộc bầu cử lớn nhất thì vẫn là Mỹ, sau đó là Nga và đến Trung Quốc. Thì Trung Quốc thì nó dạng như độc đảng rồi, còn Nga thì nó là cũng đa đảng, nhưng mà nó cũng mang cái tính là coi như là nửa nọ nửa kia. Thì còn Mỹ thì nó thực tế nó cũng chỉ có hai đảng thôi, nhưng mà cũng là coi như hai đảng, coi như thay nhau. Ông bết bát quá, ông bị chửi quá thì tôi lên, hay khi nào mà tôi mà ngu quá thì nó là, thì ông lên, cứ hai thằng ngu với một thằng ngốc là coi như cứ thay nhau là lên. Bây giờ một cái ông điếc quá, ông đứng mà coi như là động đậy, ông cũng còn không nhúc nhích gì hết, thì là lúc đấy thì tôi bảo ông biến để cho cái bà mà cái da màu ông lên. Thì tóm lại da màu không được thì để coi cái ông mà bị 34 cái án tù lên, nói tóm lại là coi như là ai lên cũng được. Nhưng mà nó khổ cái là nó ai lên thì nó lại ảnh hưởng cả thế giới, đặc biệt là châu Âu. Mà cái ông Ukraine thì hiện nay ông cứ hồi hộp, ông ngồi ông hồi hộp suốt, coi như là cái mong làm sao cho bên Biden Harris cho thắng, Trump thua. Sắp tới là anh qua 26 tháng 9 này, anh qua là anh trình cái kế hoạch, gọi là kế hoạch gì đấy, kế hoạch chiến thắng đánh. Cho nên là bây giờ cái châu Âu nó cũng lo, mà cứ lo là coi như là ông A hay là bà B lên, mà tôi nghĩ là sao lại thế, nó lên kệ nó chứ. Tức là cả cái châu Âu hiện nay, tất nhiên tôi đang nói giới tinh hoa, giới lãnh đạo thôi, mà lãnh đạo thì ở đây thì nó không đại diện cho dân rồi, không phải là dân, chả phải bầu lên, như Zelensky chả phải bầu lên. Bây giờ hết hiến pháp, hết ngày, hết giờ bảo xuống, đếch xuống. Tóm lại là cái giới tinh hoa do Mỹ nặn ra. Nhưng mà Mỹ nặn ra thì chúng ta thấy là, hoặc là ảnh hưởng bởi Mỹ, nói cho nó chuẩn tí. Nhưng mà tự nhiên là cứ sợ mà chung lên. Thế có nghĩa là cả cái đám này nó đang nháo nhào về cái chỗ chiến tranh Ukraine. À, tự nhiên lại đi bênh cái thằng Ukraine rồi, xong rồi bây giờ cứ sợ người A, người B, người ta bên kia bán cầu người ta lên. Thế là vô duyên. Ai lên chả được. Nếu mà ông cứ đừng có can thiệp vào cái chỗ Ukraine. Ông đừng có nghe ông Biden ông nói là coi như Nga chuẩn bị nuốt chúng mày này. Thế là bắt đầu sợ quá. Thế là mày phải chơi với Biden. Rồi không Biden thì Harris. À, chứ đừng có chơi với ông Trump. Cho nên là tôi thấy chỗ này châu Âu nó hơi lằng nhằng cái chỗ này. Đấy, rất là quan trọng đối với châu Âu. Thì có thể nói nó tác động lớn đến châu Âu. Cho nên việc tái đắc cử của ông Donald Trump có thể là đánh dấu sự trở lại của chính sách nước Mỹ trên hết. Và điều này nó sẽ tạo ra những thách thức rất lớn đối với mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Trái lại, việc phó tổng thống Harris mà đắc cử thì có thể đánh dấu một bước chuyển mình từ nền chính trị của nước Mỹ, đồng thời có khả năng thay đổi cái trọng tâm của các chính sách đối ngoại, chuyển hướng ra khỏi châu Âu. Cái bài viết này là bản tổng hợp các góc mang cái tính toàn cầu các bạn nhé. Chúng ta phân tích được 4 cái lý do tại sao kết quả bầu cử của Mỹ thì nó rất là liên quan đến châu Âu, còn rất là quan trọng. Tại sao? Lý do khiến châu Âu trông chờ vào bà Harris là rất nhiều các nước châu Âu trong các cuộc bầu cử tổng thống Quốc hội Mỹ năm 2024 này được coi là bước chuyển mình tiềm năng đối với các cái mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Và điều này chủ yếu là do cái mối quan ngại của châu Âu về khả năng ông Trump ngồi vào ghế tổng thống trở lại. Trước tiên, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng lo ngại về sự suy thoái kéo dài và khó có thể khôi phục đối với các chuẩn mực dân chủ nếu Trump trở lại ghế tổng thống. Người dân châu Âu không chỉ lo lắng về cái tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ khi mối đe dọa từ chủ nghĩa chuyên chế đang lan rộng ở Mỹ, mà còn quan tâm đến ảnh hưởng đối với trật tự quốc tế
điều mà họ tin rằng có thể gặp phải cú sốc nghiêm trọng hơn nữa nếu ông Trump trở lại nhiệm kỳ thứ hai. Nhiều người lo ngại rằng sự trở lại của ông Trump có thể tiếp thêm quyền lực cho các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu và các khu vực khác, như những gì đã xảy ra trong thời kỳ ông Trump tái nhiệm lần thứ nhất. Vấn đề thứ hai, người dân châu Âu rất lo ngại về những cái tác động của một cái nhiệm kỳ tổng thống ông Trump tiếp theo đối với sự an toàn của họ. Sự hỗ trợ của Mỹ rõ ràng vẫn rất quan trọng đối với NATO và Ukraine. Nếu không có cam kết rõ ràng từ Mỹ, NATO sẽ thiếu cả sự lãnh đạo chính trị lẫn khả năng quân sự thông thường và hạt nhân để bảo vệ châu Âu. Dựa trên những phát biểu của ông Trump, người dân châu Âu kỳ vọng rằng ông Trump sẽ sử dụng điều khoản số 5 của NATO như công cụ để yêu cầu tăng cường ngân sách quân sự nhiều hơn nữa, thậm chí nhiều hơn so với những gì châu Âu đã làm để phản ứng với cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Họ cũng lo ngại rằng Trung có thể sử dụng các cái đe dọa để rút khỏi NATO để giải quyết các vấn đề khúc mắc không liên quan đến quốc phòng và liên minh châu Âu, như thâm hụt thương mại và theo cái cách mà ông Trung mong muốn. Một lý do khác gây lo ngại là sự quan tâm mà ông Trung đã bày tỏ đối với thương thảo của một thỏa thuận với Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu không mấy tin tưởng vào sự sẵn sàng hoặc khả năng của ông Trump trong việc đưa ra các cuộc đàm phán với Putin về một lệnh ngừng bắn, trở thành một phần trong cái chiến lược toàn diện có lợi lâu dài, chứ chưa nói đến một kế hoạch hòa bình có thể bảo vệ hoàn toàn chủ quyền của Ukraine. Thứ ba, người dân châu Âu lo ngại rằng một nhiệm kỳ Tổng thống Trump thứ hai sẽ là một thảm họa đối với quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương. Các phát biểu và động thái trước đây cho thấy ông Trump sẵn sàng quay lại và áp dụng các mức thuế cùng với các biện pháp kinh tế mang tính cưỡng bức đối với các đồng minh, bao gồm cả Liên minh châu Âu. Việc tái áp chế thuế đối với mọi mặt hàng từ xuất khẩu thép, nhôm đến vận tải có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia thành viên. Ngoài ra thì Trung cũng có thể tăng sức ép để Liên minh châu Âu phải tuân theo các chính sách liên quan đến Trung Quốc của Trung, cũng như kêu gọi EU phải tách rời hoàn toàn nền kinh tế của mình khỏi Trung Quốc. Người dân châu Âu ít lo lắng hơn nếu Kamala Harris đắc cử. Bà Harris đã khẳng định sự ủng hộ vững chắc của mình đối với NATO và Ukraine. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các tổ chức quốc tế và nhấn mạnh nhu cầu hợp tác trong thách thức toàn cầu, ví dụ như biến đổi khí hậu. Điều này không có nghĩa là EU sẽ không gặp phải thách thức, nhưng mà Harris cũng sẽ đặt ra những kỳ vọng cao đối với các nước châu Âu. Kỳ vọng này có thể bao gồm cả việc yêu cầu châu Âu phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, chi phí quốc phòng nhiều hơn trong khuôn khổ NATO. Harris cũng ủng hộ một chính sách kinh tế mạnh mẽ đối phó với Trung Quốc, và bà có thể tìm kiếm sự hợp tác của châu Âu để xây dựng một phương pháp chung nhằm kiềm chế các chính sách kinh tế và đối ngoại ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh. Một châu Âu có thể nói rất là dễ bị tổn thương đang chờ đợi một vị tổng thống Mỹ tiếp theo. Cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine đã buộc châu Âu phải tăng cường sự tự chủ trong quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư đã khiến Mỹ vẫn là trụ cột thiết yếu trong an ninh của châu Âu. Do đó, việc bầu chọn tổng thống Mỹ, tức Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, rất quan trọng đối với hướng đi tương lai của bức tranh toàn cảnh an ninh châu Âu. Cái tiếp cận của tổng thống Mỹ đối với NATO, nền tảng và chính sách phòng thủ tập thể của châu Âu có ảnh hưởng sâu rộng đến sự gắn kết và hiệu quả của liên minh này. Một tổng thống Kamala Harris, vốn là người ủng hộ mạnh mẽ NATO và cam kết các bảo vệ các nguyên tắc của liên minh, sẽ làm vững chắc các đảm bảo an ninh đã giúp duy trì sự ổn định châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ngược lại, nếu Trung ta đắc cử và đặt câu hỏi về giá trị của NATO hoặc giảm bớt sự tham gia của Mỹ, điều này sẽ gây ra bất ổn trong nội bộ liên minh và trở thành cơ hội cho các đối thủ và làm suy yếu cấu trúc an ninh châu Âu. Lập trường của Tổng thống Mỹ về Nga và các đồng minh của Nga bao gồm các chính sách về trừng phạt, sự hiện diện quân sự ở Đông Âu, hỗ trợ Ukraine có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh châu Âu. Ý tưởng về cách Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc, tức là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, vốn được Harris và ứng cử viên Phó Tổng thống
TPWAT ủng hộ sẽ ngăn chặn tình hình bất ổn thêm ở châu Âu. Trong khi đó, các chính sách không can thiệp mà ông Trump và ủng hộ chắc chắn sẽ khuyến khích các hành động của Nga đe dọa đến các nước châu Âu khác. Cái điều này là cái điều mà chính quyền Biden và Harris đã bơm trong 4 năm qua. Sự lãnh đạo của Mỹ cũng đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các mối đe dọa toàn cầu khác ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu, như các cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc tấn công mạng và tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Một chính quyền Harris ưu tiên hợp tác quốc tế để đối phó với chủ nghĩa chuyên chế và sẵn sàng tham gia các nỗ lực chung với các đồng minh châu Âu sẽ giúp thúc đẩy khả năng hợp tác xuyên đại tây dương để đối mặt với những mối đe dọa này. Trong khi đó, một cách tiếp cận không nhất quán, đơn phương và mang tính biệt lập có thể xảy ra nếu ông Trump tái đắc cử và khiến châu Âu dễ bị tổn thương hơn. Vì châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào tình báo, khả năng quân sự và ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ để xử lý các cái thách thức này. Châu Âu đã chậm chạp trong việc tự bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng của Trung và sẽ gặp khó khăn trong việc phản ứng đồng bộ với các thách thức an ninh mới. Điều này sẽ khiến châu Âu trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các thế lực gây hại. Tông điệu mang hơi hướng của chủ nghĩa quốc tế của Harris trong chiến tranh, trong cuộc chiến dịch tranh cử thì cho thấy bà sẽ tiếp tục các mục tiêu đối ngoại của ông Biden. Qua đó, cho châu Âu thêm thời gian để củng cố khả năng phòng thủ của mình và sẽ hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, người dân châu Âu tốt nhất không nên lơ là trong việc xây dựng khả năng răn đe và phòng thủ riêng. Một tổng thống Harris thân thiện với châu Âu sẽ nhậm chức trong bối cảnh sự mệt mỏi vì cuộc chiến đã 3 năm ở Ukraine đang dâng cao và khả năng các thỏa thuận ngừng bắn dễ bị phá vỡ ngày càng cao. Hơn nữa, sự tương đối thiếu kinh nghiệm của bà Harris trong lĩnh vực chính sách đối ngoại có thể bị Trung Quốc và Nga thách thức ở những khu vực khác, khiến châu Âu phải cố gắng để thu hút sự chú ý của chính quyền Harris với mình. Một cuộc thay đổi sâu rộng đang diễn ra bất kỳ ai thắng cử ở Mỹ. Đây là một cuộc bầu cử quan trọng nhất. Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ hồi đầu tháng. Điều này chắc chắn cũng đúng với người dân châu Âu. Chưa bao giờ một cuộc bầu cử ở Mỹ lại quan trọng như vậy đối với châu Âu. Sự đồng thuận từ tầm quan trọng của các tổ chức toàn cầu và khu vực như Liên Hợp Quốc, như NATO, như Liên minh châu Âu, EU, Liên minh xuyên đại Tây Dương, hệ thống nhân quyền và các hệ thống kinh tế đang bị đặt vào tình thế bấp bênh. Không chỉ vậy, cái hiểu chung về quan hệ quốc tế được giảng dạy trong các trường đại học, có lẽ thậm chí đến cả những thông điệp chủ đạo được truyền tải qua các sản phẩm văn hóa của phương Tây, từ âm nhạc cho đến chương trình truyền hình, đều đang đứng trước nguy cơ bị thay đổi. Tất cả đều bị ảnh hưởng. Từ các phát biểu trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump, có thể thấy mối nguy lớn nhất trong một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump là việc tổng thống Putin tự do làm bất cứ điều gì ông Putin muốn đối với các đồng minh của Mỹ, đồng thời dàn xếp một thỏa thuận với Putin mà không cần tham gia của Ukraine, tức là chỉ bằng một cú điện thoại. Nếu điều này xảy ra, thì không chỉ Ukraine thua trận và đánh mất chủ quyền, mà phần còn lại của châu Âu cũng sẽ phải tự mình đối mặt với mối đe dọa từ Nga và sự suy yếu của trật tự thế giới. Khả năng quân sự của châu Âu vốn không mấy đáng tin cậy, cộng với việc thiếu quyết tâm cải thiện và áp dụng, kết hợp với chính sách biệt lập mới của Mỹ sẽ không đủ để ngăn chặn được Nga thực hiện nếu Nga muốn. Bởi vì chiến tranh là cách duy nhất để có thể nói giải quyết các vấn đề quốc tế ở Ukraine. Khi đó thì tất cả các nhà lãnh đạo có khuynh hướng chuyên quyền và ngay cả các nước dân chủ có mối quan hệ đồng minh cũng cảm thấy mình được gia tăng quyền lực. Phó Tổng thống Kamala Harris đã làm rõ trong bài phát biểu nhận đề cử của đảng rằng bà sẽ đối đầu với Nga và sẽ bảo vệ Ukraine và sẽ kiên định trong vấn đề này. Tuy nhiên, nếu trở thành tổng thống, bà Harris sẽ là một điển hình của sự thay đổi thế hệ trong chính trị Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa những thay đổi thách thức đối với châu Âu. Trước tiên dưới thời của Tổng thống Biden, người ta đã nói lời chia tay với chính trị gia của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, những người đã gắn bó sâu sắc với các nước châu Âu bất kể thời kỳ tươi đẹp hay khó khăn. Và họ coi các mối quan hệ xuyên đại Tây Dương như một niềm tin, gần như là như một tôn giáo. Nhưng với bà Harris, châu Âu sẽ phải chấp nhận một nước Mỹ mới, có xu hướng mới về bờ Tây
gắn bó sâu sắc với người châu Á và châu Mỹ Latin có thể là cái giá phải trả và là đánh đổi đối với mối quan hệ với các đối tác của châu Âu. Châu cần một sự lãnh đạo của Mỹ trong nhiều vấn đề toàn cầu, nhưng sự lãnh đạo đó rất mơ hồ. Nếu Harris không thay đổi được các chính sách của Mỹ ở Trung Đông, ở châu Âu, cũng không làm vậy, điều này sẽ tiếp tục làm giảm vị thế của khối phương Tây tập thể. Tương tự, châu Âu sẽ được hưởng lợi từ một cách tiếp cận mới mẻ, thực dụng nhưng có nguyên tắc của Mỹ đối với Trung Quốc, như được thể hiện qua kinh nghiệm của ứng cử viên Tổng thống Harris Kim Watt. Nhưng cũng có nhiều yếu tố mạnh mẽ đang đẩy Mỹ và châu Âu về phía xung đột với Trung Quốc. Mặc dù đại diện của Mỹ tại COP28, Harris đã giữ im lặng một cách đáng lo ngại về các vấn đề biến đổi khí hậu. Điều này, nếu tiếp diễn, sẽ kìm hãm nỗ lực của châu Âu trong việc giải quyết vấn đề này. Trong các vấn đề an ninh mạng, các mối đe dọa hỗn hợp, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và cuộc đua giành ưu thế trong không gian, châu Âu như một đứa trẻ lạc trong rừng khi thiếu vắng một đối tác vững mạnh như Mỹ. Nếu Harris chiến thắng và có thể chuyển hóa sự phấn khích thành sự lãnh đạo của nước Mỹ mạnh mẽ, thì đó là tin vui cho châu Âu. Nhưng nếu Harris được bầu và khiến Mỹ thu mình tập trung vào nội tại, thì châu Âu phải tìm cách thích nghi. Chủ nghĩa Trung quá nguy hiểm, thì chỉ là một lời cảnh báo thức tỉnh cho châu Âu. Nhưng với Harris, một nhà lãnh đạo thân thiện, thì có thể mang đến sự thay đổi tốt cho châu Âu. Châu Âu đã phải chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của các quyết định đối ngoại của Mỹ trong 7 thập kỷ qua. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử ở Mỹ mới đây đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của châu Âu. Kể từ năm 2018, châu Âu thậm chí đã đặc biệt chú ý đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ nữa cả. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cả hai đảng nước Mỹ đều đồng thuận cam kết đảm bảo cho an ninh châu Âu. Vì thế, các cuộc bầu cử không phải là mối quan tâm hàng đầu của châu Âu như hiện nay. Vào những năm 90, Mỹ đã đưa ra các lựa chọn về chính sách đối ngoại và không dễ để nhìn ra sự lựa chọn nào là đúng đắn. Sự lãnh đạo đóng vai trò quan trọng, vì vậy cuộc bầu cử cũng trở nên quan trọng. Quyết định của Tổng thống Clinton về việc thúc đẩy mở rộng NATO ban đầu bao gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan đã tạo nên một sự đồng thuận của cả hai chính đảng về hình thức an ninh châu Âu trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, châu Âu đã đặt niềm tin vào Mỹ nên không quá tập trung vào các cuộc bầu cử tổng thống thời bấy giờ. Tuy vậy, cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu. Cuộc xâm lược Iraq của Mỹ dưới thời tổng thống Bush đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu sự ủng hộ đối với Thủ tướng Anh Tony Blair lúc bấy giờ và cánh ôn hòa của Đảng Lao động. Cuộc bầu cử năm 2016 đã chấm dứt mọi sự tự mãn còn lại về các cuộc bầu cử của Mỹ. Người dân châu Âu và các nhà lãnh đạo đã bắt đầu chủ động dự đoán với các hậu quả của các cuộc bầu cử của Mỹ đối với chính sách đối ngoại. Sau chiến thắng bầu cử ông Trump năm 2016, châu Âu đã phải đối mặt với một cuộc chiến thuế quan và bị buộc phải chấp nhận sự kết thúc của kế hoạch hành động chung toàn diện, hay còn gọi được biết đấy là thỏa thuận hạt nhân Iran, mà châu Âu từng quyết tâm bảo vệ. Trong 4 năm đó, Vương quốc Anh đã mất niềm tin vào chỗ dựa từ Mỹ. Điều này xảy ra trong thời điểm Vương quốc Anh đang phải trải qua cái giai đoạn nhạy cảm trong nước vì đang thực hiện quá trình rút lui khỏi Liên minh châu Âu Brexit. Châu Âu đã theo dõi cuộc bầu cử năm 2020 với sự lo lắng, và điều này hoàn toàn dễ hiểu. Chiến thắng của cuộc bầu cử 2020 của Tổng thống Joe Biden dẫn đến việc NATO đoàn kết lại và bảo vệ Ukraine, và việc Mỹ củng cố quan hệ với các nước đồng minh châu Âu và Liên minh châu Âu. Bất kỳ hậu quả nào từ Mỹ thông qua việc đạo luật giảm lạm phát đều không thể so sánh với tình trạng hỗn loạn mà một nhiệm kỳ Tổng thống Trump thứ hai có thể gây ra đối với mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Hiện nay, mối lo ngại của châu Âu về cuộc bầu cử 2024 là vấn đề mang tính sống còn. Đến mức giờ đây, không thể tưởng tượng được một thế giới mà châu Âu có thể tự tin hoặc thờ ơ với cuộc bầu cử tại Mỹ. Số phận châu Âu sẽ khác hoàn toàn nếu Phó Tổng thống Kamala Harris làm Tổng thống. Một chính sách đối ngoại dưới thời bà Harris sẽ được định hình bởi các giá trị chung cam kết của Mỹ đối với NATO và chính sách ngoại giao. Và với một cái danh sách dài về các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề biến đổi khí hậu, thì bà Harris và các nhà hoạch định chính sách của châu Âu đều có quan điểm khá tương đồng. Nếu ngược lại, Trump được tái đắc cử thì mọi dự đoán đều không còn chính xác. Phái cực hữu sẽ được củng cố ở cả Mỹ và châu Âu. Sự hợp tác giữa các nước về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo sẽ kết thúc giữa chừng.
nhu cầu của châu Âu trở thành một thế lực địa chính trị trở nên cấp thiết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh của nước Mỹ khó tính, những nỗ lực này sẽ trở nên khó khăn hơn để đạt được. Rõ ràng là bầu cử không phải là tất cả. Sự hợp tác về cách thức toàn cầu sẽ gặp khó khăn bất kể kết quả bầu cử thế nào. Mỹ sẽ tiếp tục thận trọng với khuynh hướng điều chỉnh của châu Âu, và châu Âu cũng vẫn phải đối mặt với những cái áp lực từ Mỹ để chi nhiều hơn, làm nhiều hơn và hợp tác chặt chẽ hơn, bất kể ai sẽ là Tổng thống Mỹ kế tiếp. Các cuộc xung đột liên tục, những vấn đề toàn cầu phức tạp cùng với sự hạn chế về cả kinh tế lẫn chính trị của nước Mỹ khiến gần như chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu Trump tái đắc cử thì khả năng tạo ra thêm sự hỗn loạn và bất ổn là rất cao. Và điều này có thể làm suy yếu khả năng tư duy chiến lược, vốn là thứ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Thì chúng ta thấy rõ ràng, châu Âu là luôn luôn là theo đuôi Mỹ. Châu Âu không phải là đồng minh của Mỹ, mà chính là chư hầu của Mỹ. Những cái người mà đầu tiên sáng lập ra nước Mỹ, thì người ta cũng không có muốn dính líu vào với châu Âu đâu. Đấy, nhưng mà các cái vị sau này thì lại càng dính líu không chỉ là châu Âu mà còn các nơi khác trên thế giới như Trung Đông, ở châu Á và thậm chí là châu Phi cũng như châu Mỹ Latin. Thì có thể nói rằng cái bầu cử của Mỹ nó sẽ bầu ra một cái tổng thống của nước này, nhưng rõ ràng nó sẽ khuynh đảo toàn thế giới, và châu Âu là một trong những coi như là thành phần chư hầu của Mỹ, thì rõ ràng nó bị quẫy mạnh hơn bao giờ hết. Thì đây là tất cả nội dung của cái podcast mà chúng tôi muốn cùng với các bạn thảo luận. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.